Cần là văn đàn xin lên lúc cao một bắc phi của phần đầu cái đấy. Ngày hôm nay thì sẽ được nói về các phần thành công của Somali trong sản phẩm văn bản. Thì ở đây thì mình đang có một cái word của mình, nó mình đã được mình chỉnh sửa cũng cũng khá vừa mắt, nhìn cũng mình cũng vừa mắt rồi, nên là mình xin được phép vài ví dụ smiling là mình có thể trộn cái email để mình có thể gửi đi cho nhiều người khác. Thì ở đây thì mình đã có sản phẩm văn bản rồi. Ok, thì ở đây thì mình sẽ đi vào cái phần là Fast Smile này, Smile Manager. Thì trước khi mà mình đi vào cái phần này thì mình sẽ cài đặt cái file cho cái sẵn trước của mình. Thì mình sẽ vào phần là UN Extreme List. Ở đây mình sẽ chọn cái list của mình mà mình muốn trộn thì mình sẽ vào chọn cái phần của mình. Đây mình có danh sách học sinh đây, để open đấy nó ra sheet. Ở đây có khá là mình những cái mục cái sheet này là mình đều nếu mà tích bỏ tích hay là phân tích thì nó đánh vào cái phần mà hơi như cái đầu mục này nó sẽ hiện hay không đấy. Đây là mình sẽ tích vào nhé. Ok, thì ở đây thì mình đã lấy được cái bảng kia rồi. Đây, cái bảng ở đây mình có thể tích bỏ đi rồi là sửa như thế nào tùy vào cái của mình ở đây. Tiếp nữa thì mình sẽ đi vào cái phần mình sẽ smiling, nên là mình sẽ cùng cái văn bản này nhưng mà mình sẽ thay đổi các cái tên hay là cái tính này một cách nhanh và linh hoạt nhất. Thì mình vào phần mà master fact ở đây insert menu field. Thì ở đây thì mình sẽ như mình báo cho anh chị đúng không, là tên đúng không, thì sẽ vào đây để chọn là họ và tên, họ tên đấy thì nó có cái màu đen như này. Sau tiếp đến ngày sinh thì mình sẽ vào cho là tiếp chọn vào ngày sinh, địa chỉ cũng tương tự, địa chỉ má học sinh, số điện thoại và giới tính. Rồi ok, thì đây là trên đây là cái phần mà mình đã chỉnh sửa. Mình có thể đi vào kiểm tra vào cái là check for lỗi này. Ok đấy, thì nó thấy là không có lỗi gì đúng không, nó khá là hợp trong cái khung của mình làm. Và khi mình check xong rồi mình sẽ quay trở lại, mình vào phần my master. Ở đây là mình đã thử check xem các cái này nó đã ổn hơn chưa, nó đã đẹp và cái nào nó đã vừa khung hết chưa. Mình cảm giác ở đây nó vừa hết rồi. Và mọi người để ý nhé, thì ở đây nó có đây, nó có nhiều văn bản, cũng là sản phẩm văn bản, cũng là văn bản này nhưng mà cái tên nó khác nhau. Thì mình đã vào một smiling rồi, đây là mình đã kiểm tra trước và thấy nó ổn rồi đúng không. Đây là nó vừa với cái khung hết rồi đấy, cũng là đẹp rồi đấy. Thì mình sẽ tắt bỏ cái này đi, đây là cái bảng
Đây các bạn mà mình xem trước. Next day. Mình có thể lưu lại cái này. Ok thì ở đây là một cái nhà mình có thể check qua đây nữa. Mình sẽ đổi từng cái đây. Nó đổi từng cái một đúng không mọi người? Đấy, thì khi mà mình đã check nó đúng rồi ấy, thì mình sẽ đi vào Credit Benefit cái giống lúc nãy luôn. Cái mà mình vừa check lỗi này, mình đi vào đây và vào phần mình có thể in ra hoặc là gửi đi. Bây giờ viết ở đây mình sẽ gửi đi. Đây mình có thể gửi đi tên deadline. Cái này là mình có thể gửi đi bằng email người khác. Cái này mình phải đăng nhập vào. Thì ở đây là cái phần mà đây, mình sẽ in ra đây các cái những cái văn bản này như này. Thì có thể là mình sẽ chỉnh sửa một trang và cho công cụ này nó sẽ giúp mình soạn thảo được nhiều cái văn bản giống nhau, thay tên và gửi đi ở đồng loạt cho nhiều người. Thì đơn giản là hôm nay mình sẽ nói về cái mailing như thế. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video này của mình. Xin chào mọi người.